Xin chào tất cả các bạn. Rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Bài nói về thành phố Mexico, ok? Mexico City is growing quickly in 1970. The city has about 9 million people. Nhớ cho các bạn là 9 triệu người, các bạn không có S ở đây nhé. Nhưng mà nếu như các bạn nói là millions of, millions of, thì phải có S ở đây. Tức là hàng triệu người, millions of people, ok? Now it has over 17 million. Đấy, 17 triệu cũng không có nhá. 1 triệu cũng không có, mà 10 triệu, tỷ triệu cũng không có. Ok, rồi tỷ tỷ cũng không có, đúng không ạ? Vâng. All these people are causing. Causing tức là gây ra. Vâng, thế chúng ta có một cái cấu trúc là gì ạ? Gây ra vấn đề thì đương nhiên phải là A rồi. Cause problems for the cities. Ok. Rồi, ở đây trong cái câu này, cái câu 1 này, chúng ta có từ matters. Matters có nghĩa là gì ạ? Sự việc. Vâng, thì đây chỉ đơn giản nó là gây ra vấn đề mà thôi nhá. Rồi, ok, được chưa? Tiếp tục câu số 2 cho qua nào. Câu số 2 đáp án của chúng ta sẽ phải là gì ạ? C nhé. Ok. Is enough. À xin lỗi, or not enough cho. Nhớ cho qua là cái từ enough. Vâng. Enough thì đằng sau nó sẽ là danh từ. Vâng. Nhưng mà tính từ lại đứng trước enough đấy nhỉ. Ví dụ cô muốn nói là tôi không đủ cao để với tớ trở nhà, qua sẽ nói nào? I am not tall enough. Đúng không? Nhà hoặc là tôi có đủ tiền để mua cái xe máy chẳng hạn. I have enough money, đúng không ạ? Thì money là danh từ, đúng không? Rồi, thế còn động từ like. Vâng, like có là thiếu. Các bạn ạ, nếu như động từ đây mà like là một động từ thì chúng ta chỉ nói là like something mà thôi, thiếu cái gì đó nhá. Còn nếu như cái từ này mà đóng vai trò là một tính từ, bạn sẽ nói là to be like nhá. Thì lại phải có giới từ gì? Cho cô A, được không ạ? Rồi, tiếp tục. Cô mời chúng mình sang câu số 4 nhé. Câu số 4 đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Câu số 3 nhầm. Chúng ta sẽ có từ worried. Câu 3 sẽ là A ạ. Tại sao lại như vậy các bạn nhỉ? Bởi vì chúng ta có một cấu trúc. Các bạn thấy không ạ? Bài đục lỗ của chúng ta không có gì đặc biệt cả. Hoàn toàn là cấu trúc các bạn nhé. Hoàn toàn cấu trúc ạ. Cho nên là không phải lo lắng. Nó rơi vào 2/3 từ vựng, còn lại là cấu trúc trong 5 câu như này nhé. Worried, đây là tính từ hết. Be worried đi với giới từ about. Interested đi với giới từ in. Thế còn discuss giới từ gì ạ? Không có giới từ nhé. Discuss something. Known có nghĩa được biết đến, tức là nổi tiếng nhá. Thì to be known for nhá, giới từ for nhé. Rồi, tiếp theo, câu số 4. Đáp án của chúng ta sẽ là đi đâu. Vâng, câu số 4 đáp án của chúng ta sẽ là đi đâu ạ? Make life better. Chúng mình có một cấu trúc như sau. Làm ai hay làm cái gì đó ra sao? Make somebody or something cộng với tính từ. Đúng không ạ? Make somebody something cộng với tính từ. Được chưa ạ? Nhá, rồi. Tiếp tục nào. Câu số 5. Đáp án của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Be nhé. So fast. Grow so fast. Tại sao thành phố Mexico lại phát triển nhanh đến như vậy? Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ duration. Vâng, duration nghĩa là sự gọi là sự nhỉ? Sự liên gọi là sự bền bỉ đấy ạ. Vâng. Sự liên tiếp đúng không ạ? Vâng. Rồi, tiếp tục câu số 5 cho cô ba. Đáp án câu 5 của chúng ta sẽ là gì ạ? Quên nhầm câu 6. Vâng, câu 6 của chúng ta sẽ là be boy nhé. Have no extra money. Extra có nghĩa là thêm vào. Ví dụ các bạn nói là làm thêm bài tập chẳng hạn, các bạn thì nói là I do some extra exercises, đúng không ạ? Ok, tức là extra tức là gì ạ? Thêm vào đó nhá. Rồi, ở đây chúng ta có từ bonus. Bonus ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Bonus có nghĩa là thêm tiền thưởng. Bonus có nghĩa là tiền thưởng mà, đúng không nhá? Added là thêm vào. Ví dụ to be added thì đi với giới từ gì? To cho cô Hoa nhá. Rồi, give thì cũng là give to somebody, được không ạ? Rồi, done. Tiếp tục câu số 7 cho qua nào. Câu số 7 nào. Mọi người nghĩ rằng life in city must be, mọi người nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố thì phải làm sao ạ? Vâng, trong hoàn cảnh này chúng ta sẽ nói là tốt hơn, must be better, tốt hơn. So they leave their farms and move to Mexico City. Sau đó họ, do vậy họ rời nông trang và họ đến thành phố Mexico. Ok. Ở nông thôn nhiều cái hay mà, đúng không ạ? Vâng, vậy câu số 8 của chúng ta sẽ là gì đây? Air thì đương nhiên phải đi với pollution. Vâng, sẽ là A nhé. Ô nhiễm không khí.
Rồi, cái này không có gì cả. Ở đây chúng ta có từ complaint. Các nhớ chưa qua này, động từ của nó sẽ là complain. Complain. Đấy, là động từ. Complain something to somebody. Giải thích cái gì đó cho ai, giới thiệu thư cho cô nhé. Vâng, thế nhưng nhớ chưa qua này, danh từ của nó sẽ là, các bạn chỉ thêm cái tên sau cho cô Hoa thôi, đó chính là sự phàn nàn, đúng không? Ở đây chúng ta có từ comment. Vâng, động từ hay danh từ, các bạn để đọc cho cô Hoa âm tiết số 1 nhé. Đọc lại nào, comment, comment. Nếu các bạn đưa ra lời bình luận, các bạn sẽ dùng cấu trúc cho cô Hoa là gì ạ? To make a comment, đưa ra một lời bình luận nhé. Rồi, ok. Tiếp tục, câu số 9 cho cô nào. Câu số 9 sẽ là gì đây ạ? Nào, it is dirty and, vâng, nó bẩn. Thì đương nhiên phải đi với từ nào nhỉ? À, đi với từ đi, unhealthy, không sạch sẽ, không khỏe mạnh, là tùy vân cảnh là gì, đúng không ạ? Rồi, và câu 40 của chúng ta sẽ a lot of, các bạn nhớ chưa qua này, a lot of, đây là chuyên đề về lượng từ ạ. Sau a lot of là có hai khả năng, là danh từ số ít và danh từ số nhiều, hay qua còn gọi là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, đúng không ạ? Vâng. Và tức là gì ạ? Nhà máy đã thải ra rất nhiều khói, đúng không ạ? Vâng. Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là B-boy nhá. Vâng. Chỗ này chúng ta chỉ dịch thôi ạ. Not smoke có nghĩa là khói. Được chưa? Ở đây chúng ta có từ dirt. Dirt có nghĩa là gì ạ? À, bẩn, đúng không ạ? Danh từ nhá. À, pollution, sự ô nhiễm. Đấy. Ok, chúng ta lại xong bài nữa rồi. Xin chào.